Quý vị thân mến, viêm lộ tuyến cổ tử cung là bệnh phụ khoa rất thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Khi thấy một vài trong các biểu hiện của vùng kín như sau: khí hư, huyết trắng ra nhiều, có mùi hôi, có màu sắc và tính chất bất thường như có màu vàng xanh, trắng đục như mủ. Khi viêm nặng, có thể lẫn chút máu đen hoặc ra máu khi quan hệ. Có khi không ra quá nhiều nhưng trắng bột như bã đậu. Ngứa và đau rát vùng kín, hãy nghĩ ngay tới bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung. Tây y khắc phục bệnh này không khó, tuy nhiên nhiều chị em khi mắc bệnh đã ngại đi khám mà tự điều trị. Khi đó họ thường dùng thuốc sai cách hoặc dùng thuốc không đủ liều khiến bệnh chuyển sang kéo dài, mãn tính. Trong khi nhiều chị em khác dù đã được điều trị đúng phương pháp, kể cả đã điều trị vài lần nhưng bệnh không thuyên giảm mà thường bị tái phát nhiều lần. Đặc biệt, viêm lộ tuyến cổ tử cung là căn bệnh các chị em bị nhiều nhất và cũng thường khó điều trị. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do chị em bị suy giảm sức đề kháng và bị mất cân bằng pH âm đạo, dẫn tới mất đi khả năng tự bảo vệ của vùng kín. Bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung nếu bị kéo dài mãn tính hoặc hay tái phát sẽ gây ra nhiều hậu quả nguy hiểm. Những hậu quả phổ biến là gây khó chịu, mất tự tin, cản trở quan hệ vợ chồng, gây ảnh hưởng tới thiên chức làm mẹ của người phụ nữ, thậm chí gây ung thư phần phụ và cổ tử cung. Nếu có thai, sẽ khiến mẹ bầu và thai nhi gặp nguy hiểm. Điều đáng ngại là các bệnh viêm nhiễm phụ khoa này không trừ một ai. Để khắc phục hiệu quả bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung, đặc biệt khi bị kéo dài, mãn tính hoặc hay tái đi tái lại nhiều lần, các nhà khoa học đã nghiên cứu và sản xuất thành công thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống nữ Vương Niêu giúp chị em tránh xa hiệu quả viêm lộ tuyến cổ tử cung, tránh phải diệt tuyến kể cả diện rộng. Rất nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị viêm lộ tuyến cổ tử cung đến mua thuốc đặc âm đạo và thuốc uống. Đáng ngại là hầu như tháng nào họ cũng quay lại để mua thuốc. Bởi khi đặt thuốc, bệnh chỉ thuyên giảm và tái phát ngay sau đó. Nhiều người đặt thuốc như là một quy luật và trở thành khách hàng quen của chúng tôi. Tôi đã bán nữ Vương Niêu cho rất nhiều người trong số họ. Điều đáng mừng là nhờ uống nữ Vương Niêu, chị em đã tránh phải mua thuốc đặt hàng tháng nữa. Họ khen sản phẩm này tốt thật. Nhờ nữ Vương Niêu, chị em tránh bị các tình trạng khí hư, huyết trắng ra bất thường, tránh bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung đeo bám dai dẳng. Khi kết hợp cả bộ viên uống nữ Vương Niêu và xe vệ sinh phụ nữ nữ Vương cho thấy hiệu quả cao hơn. Theo đánh giá của tôi, nữ Vương Niêu cho hiệu quả tốt như vậy là nhờ những ưu điểm nổi bật. Chứa các thành phần hoàn toàn từ tự nhiên, nữ Vương Niêu đã được nghiên cứu lâm sàng và chứng minh tác dụng hiệu quả đối với các bệnh viêm nhiễm phụ khoa như viêm lộ tuyến cổ tử cung, đặc biệt tốt cho những trường hợp kéo dài mãn tính hoặc hay tái phát. Nhiều khách hàng sử dụng nữ Vương Niêu đã rất hài lòng và giới thiệu cho nhiều khách khác tới mua tại nhà thuốc của chúng tôi. Trên đơn thuốc, các bác sĩ sản khoa hàng đầu cũng hay tư vấn sử dụng kết hợp giữa nữ Vương Niêu và nữ Vương Gel. Nhiều chị em hiểu lầm là chỉ cần sử dụng vài hộp. Tuy nhiên, theo tôi thấy, nữ Vương Niêu cho hiệu quả cao nhất với liều tấn công 9 viên mỗi ngày, đồng thời duy trì sử dụng từ 3 tới 6 tháng. Tôi sẽ giới thiệu bộ sản phẩm nữ Vương tới các chị em bị viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng kéo dài hay tái phát. Khi mua nữ Vương Niêu và nữ Vương Gel cũng như các sản phẩm khác của công ty dược phẩm Vinh Gia, chị em lưu ý tìm mua hàng có tem điện tử phủ cào như thế này. Khi nhắn tin lên tổng đài 8099, tem này giúp khách hàng kiểm tra hàng chính hãng, tránh mua phải trường hợp hàng không đảm bảo. Đồng thời, tích điểm và nhận quà hấp dẫn từ công ty Vinh Gia, như hiện nay đang áp dụng chương trình tích điểm 12 hộp nữ Vương Niêu sẽ được tặng một hộp nữ Vương Niêu. Nữ Vương Niêu và nữ Vương Gel chính là chìa khóa giúp chị em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng. Tôi phát hiện mình bị viêm lộ tuyến cổ tử cung đã vài năm nay. Bên cạnh tình trạng vùng kín luôn bị ẩm ướt, ngứa rát thì quan hệ còn bị ra máu. Dù đã đi khám, đặt và uống thuốc vài đợt rồi, nhưng bệnh cứ đỡ rồi lại bị lại, chứ không dứt hẳn được. Hình như vì mắc bệnh này nên mãi tôi vẫn chưa có thai, trong khi bố mẹ hai bên thì cứ dục chuyện con cái, khiến không khí gia đình luôn căng thẳng. Hai đứa xem, nhanh nhanh xin giáo cho mẹ đi nha. Bà Tư nhà đối diện mình đó, cưới dâu sau cả năm trời, vậy mà bây giờ có tin vui rồi đó. Dạ vâng. Em bị viêm lộ tuyến cổ tử cung dai dẳng, chữa mãi mà vẫn bị. Khổ quá chị à.
Có lẽ vì vậy mà em muốn mãi mà vẫn chưa có thai. Vậy thì đúng rồi. Nhưng em đã khám và chữa thế nào rồi? Em đã đi khám rồi. Bác sĩ nói là muốn chữa khỏi viêm lộ tuyến cổ tử cung thì phải diệt tuyến bằng laser hoặc áp lạnh. Nhưng vì em chưa có con cho nên không diệt tuyến được, chỉ có uống thuốc và đặt thuốc mà thôi. Em chưa sinh con mà phải điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung bằng diệt tuyến thì có gì đáng e ngại không ạ? Điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung bằng diệt tuyến như laser hay áp lạnh có nguy cơ để lại một số tác dụng phụ như để lại sẹo xơ cứng ở cổ tử cung, gây ứ đọng máu kinh, gây khó thụ thai, làm cản trở quá trình sinh đẻ tự nhiên, hoặc có thể mất quyền làm mẹ. Vì vậy, không nên áp dụng diệt tuyến cho phụ nữ chưa sinh con hay chưa sinh đủ số con mong muốn như trường hợp của em. Em cũng đã dùng thuốc đặc và uống vài lần rồi, nhưng chỉ đỡ thôi, rồi lại phát lại. Em chán đến mức chẳng muốn chữa trị nữa. Một năm trước, chị có bị viêm lỗ tuyến cổ tử cung diện rộng và khá nặng, nhưng nay đã ổn định rồi. Vì nhờ uống nữ vương neo đấy. Chị có đi khám bác sĩ vì chị có hai bé rồi. Bác sĩ cho chị diệt tuyến bằng áp lạnh đó. Mà có phải diệt tuyến một lần là đã xong đâu em. Chị diệt đến 3 lần lần đó mà bệnh vẫn tái phát sau vài tháng. Mà mỗi lần mà diệt tuyến là cực hình với vợ chồng chị. Vì vừa đau, vì ra dịch suốt 8 tuần trời luôn đó. Vì thời gian đó đó là mình phải kiêng quan hệ tuyệt đối. Chồng chị rất là khó chịu. Gia đình chị không khí rất là căng thẳng. Bây giờ nhớ lại, chị vẫn còn sợ đó. Thế chị đã khắc phục các bệnh này như thế nào? Vì nhờ uống nữ vương niêu suốt 6 tháng liền luôn đó. Nữ vương niêu hả chị? Chị tìm hiểu khá là kỹ rồi. Cái nữ vương niêu này nó rất hiệu quả trong các bệnh viêm nhiễm phụ khoa như là viêm lỗ tuyến cổ tử cung, viêm âm đạo và viêm phần phụ. Mà đặc biệt á, là các bệnh mà thường dai dẳng kéo dài hoặc là hay tái phát á, mà hiệu quả thì đã được nghiên cứu chứng minh lâm sàng rồi, nên dùng rất là yên tâm. Em bị viêm lỗ tuyến cổ tử cung kéo dài, thế thì cứ dùng đi, chị nghĩ sẽ ổn mà, tránh được diệt tuyến. Sau khi được chị gái giới thiệu nữ vương niêu, tôi đã gọi lên tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259. Chị cứ dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, kết hợp uống nữ vương niêu với liều tấn công là 9 viên mỗi ngày, chia làm 3 lần và vệ sinh vùng kính bằng nữ vương gel chị nhé. Theo lời của chuyên gia tư vấn, tôi dùng 9 viên mỗi ngày, sau khoảng 1 tháng thì thấy khí hư, mùi hôi và tình trạng ngứa rát giảm nhiều. Uống đủ liệu trình thì coi như đã tránh xa được căn bệnh viêm lộ tuyến dai dẳng đó. Đi khám lại, bác sĩ cũng ngạc nhiên lắm vì cổ tử cung giờ nhẵn mịn chứ không sần sùi, viêm đỏ như trước nữa. Chị cũng bất ngờ với kết quả quá tốt này, dùng nữ vương niêu cho hiệu quả vượt trội. Chuyên gia bảo rằng nữ vương niêu khắc phục hiệu quả viêm lộ tuyến cổ tử cung là nhờ tác dụng hỗ trợ chống viêm, làm lành tổn thương, tái tạo cổ tử cung, cân bằng pH vùng kính và làm tăng sức đề kháng. Tốt hơn nữa, nữ vương niêu giúp giảm các biến chứng và hậu quả xấu của các bệnh viêm nhiễm phụ khoa và nhất là những biến chứng gây ung thư cổ tử cung. Sau khi tránh xa căn bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung, nay tôi đã có thai gần 5 tháng rồi. Cả nhà mừng lắm, cảm ơn nữ vương niêu. Giới thiệu viên uống nữ vương niêu giúp chị em tránh xa viêm lộ tuyến cổ tử cung, tránh phải diệt tuyến kể cả diện rộng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nữ vương niêu với Immun Gamma và các thảo dược hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh và trinh nữ hoàng cung. Dùng tốt cho bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung, đặc biệt khi bệnh đã bị kéo dài, mãn tính hoặc tái phát nhiều lần. Các triệu chứng giảm nhiều chỉ sau vài tuần sử dụng. Nhờ các tác dụng giúp cân bằng pH vùng kính, giúp tăng khả năng chống viêm, hỗ trợ làm lành các tổn thương do viêm, do lộ tuyến và diệt tuyến, giúp cổ tử cung tái tạo và trở nên nhẵn mịn sau vài tuần sử dụng, giúp kiểm soát tiết dịch âm đạo để vùng kính luôn khô thoáng, giúp tăng cường sức đề kháng, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa, giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. Nữ vương niêu đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng tốt cho phụ nữ có bệnh viêm lỗ tuyến cổ tử cung, đặc biệt hiệu quả khi bệnh đã bị mãn tính, kéo dài hoặc bị tái đi tái lại nhiều lần. Nữ vương niêu hỗ trợ điều trị viêm lỗ tuyến cổ tử cung và tránh phải diệt tuyến. Dùng nữ vương niêu kết hợp vệ sinh vùng kính bằng nữ vương gel để đạt hiệu quả cao hơn. Cuối cùng thì mẹ cũng có cháu để bế rồi. Cảm ơn con dâu nha.
Nhờ nữ vương Niêu mà con không còn bị viêm lộ tuyến cổ tử cung nữa và đã có thai đó ạ. Bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung kéo dài của con đã được giảm nhiều khi sử dụng kết hợp điều trị giữa nữ vương Niêu và nữ vương Treo. Nhờ đó, việc có thai đã rất thuận lợi. Nữ vương Niêu đã giúp tôi đẩy lùi được bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung diện rộng, tránh được phải diệt tuyến và không bị tái phát. Điều này rất tốt cho những phụ nữ chưa sinh con hoặc chưa sinh đủ số con như mong muốn và e ngại tác dụng phụ của biện pháp diệt tuyến như tôi. Nữ vương Niêu còn hỗ trợ làm lành tổn thương, giảm sẹo sơ cứng và tránh tái phát cho những trường hợp viêm lộ tuyến cổ tử cung cần phải diệt tuyến. Hãy kết hợp vệ sinh vùng kín bằng nữ vương Treo để đạt được hiệu quả cao hơn. Nữ vương Niêu hỗ trợ điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung, tránh phải diệt tuyến và các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, viêm âm đạo, vi phần phụ, khí hư huyết trắng ra bất thường, đặc biệt khi bị kéo dài, mãn tính hay tái phát. Nữ vương Niêu đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng. Hãy gọi 1900-1259 trong giờ hành chính hoặc 0896-509-509 để được tư vấn. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.